Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình chia sẻ cái thông tin chi tiết về tang lễ. Kính thưa quý khán thính giả, ông qua đời để lại niềm tiếc thương vô hạn cho người thân, họ hàng và con cháu. Nay gia đình vừa chia sẻ cái cáo phó thông tin chi tiết về tang lễ ông như sau. Ông tên thật là Huỳnh Văn Tiến. Ông qua đời vào lúc 23 giờ ngày 10 tháng 7 năm 2024, nhằm ngày mùng 5 tháng 6 âm lịch năm Giáp Thìn. Ông thượng thọ được 67 tuổi. Tuổi của ông là tuổi Mậu Tuất, sinh năm 1958. Quê quán của ông ở ấp Hiệp Phước, xã Lễ an táng của ông vào lúc 17 giờ ngày 7 tháng 6 âm lịch năm Giáp Thìn tại đất nhà. Quý vị xem video này xin vui lòng cho mình một cái đăng ký. Xin cảm ơn. Làm lễ nhập quan. Cho
Đến giờ làm lễ nhập quan, lấy sữa ra cho. Khăn để trên mặt, áo để giữa, quần để dưới, gối ôm để hai bên hông, mền đắp lại, đổ trà lên. Rồi quần áo là đem ra hết chưa? Trước khi làm lễ nhập quan, trong gia đình có cốt cúng cũ quyền thất tổ, nội ngoại đôi bên một mâm, và có cúng đất đai nhân cảnh thành hoàng bột cảnh, chỗ ăn chỗ ở một mâm. Đây anh em nhân viên dịch vụ mai táng tại hợp tròn cẩn liệm đem đồ đạt cho khăn áo rồi cho hết đồ hết rồi. Có cái ông có màn gì chẳng rồi, có một một cái này không? Giờ đó là nha. Đưa trả lên tao bảo. Sắp quần áo xong rồi đổ trà lên. Còn cháu xá hai xá lại hai lại xá hai xá xá lại hai lại đứng dậy xá lại xong người tặng cho anh em dịch vụ mai táng tại hòm út tròn để làm lễ nhập quan, đậy nắp và trang trí. Còn ai nữa không ạ? Còn còn ai kêu lên lấy mình để đừng để nắp lại. Xá hay xá lại hay lại tiếng dậy xá hay xá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Còn ai nữa không ạ? Thời tiết nhạt, tối
tô hùng tấn lộc hùng tấn lời ngoài tôn dương ở bình quan hiện tại là chủ ai tiêu anh thiết lễ từ dương từ đó nguyện cố hùng thất tổ tình thương bá đệ huynh có nhi tỷ bồi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
rồi tan bờ phút mai.